Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói tới một số những cái thông tin khác liên quan đến crypto các bạn. À, một trong những cái thông tin quan trọng à, trong tuần vừa rồi đó chính là cái thông tin liên quan tới SEC phạt Sang Kraken và sàn Kraken đã quyết định đóng phạt 30 triệu và sẽ không tiếp tục cung cấp dịch vụ staking nữa. Bây giờ chúng ta lại có thêm nhiều thông tin mới các bạn. Sau khi mà có cái thông tin đó được chia sẻ đó, thì chúng ta lại thấy được là Gary Gensler chủ tịch của SEC lên rất là nhiều đài truyền hình và những phỏng vấn các bạn ông ta đang nói rất nhiều điều mà không hợp lý và hầu như là gần như là muốn che mắt mọi người nhất những bạn nào mà không có theo dõi crypto thường xuyên đó và đáng tiếc là nhiều người xem CNBC là những người mà họ thường không có theo dõi những thông tin crypto một cách uh, chặt chẽ các bạn cho nên họ sẽ không có hiểu được tất cả những gì đang xảy ra và những gì giao nhà nói đó sẽ dẫn đến nhiều cái sự hiểu nhầm và để thông chia sẻ để mà hiểu rõ hơn thì đây là một cái video rất là ngắn thôi sẽ không chia sẻ hết với các bạn nhưng mà chỉ chia sẻ một phần mà thôi phần đầu tiên đó là ở trên CNBC, người dẫn chương trình Andrew Sorkin đã hỏi Chủ tịch Gary Gansler về Hester Pierce các bạn Tại vì Hester Pierce là một trong những quỹ viên của SEC Ban Quản lý Chứng khoán của Hoa Kỳ mà không đồng lòng với lời chủ tịch Gary Gensler và thậm chí ở uh, SEC chỉ có 5 người ra quyết định thôi các bạn mà, một trong năm người đã không đồng lòng rồi đó chính là Hester Chi tiết hơn nữa thường đã chia sẻ với các bạn là Hester Pierce đã đăng một cái bài trực tiếp ở trên trang web chính thức của SEC về việc là ủy viên Hester Pierce không có chấp nhận quyết định của chủ tịch Gary Gensler và tôi đã chia sẻ chi tiết với các bạn uh, trong cái bài được uh, đăng bởi Hester Pierce trên báo chính thức của SEC đang nói gì nhưng mà điều này cũng rất là thú vị các bạn tại vì Hester Pierce trên căn bản đó là người làm việc cho sếp của mình chính là Gary Gensler nhưng mà đối với lại SEC đó thì uh, Hester Pierce đã không những ngày mà lên án đề ra những cái suy nghĩ của bà ta về Gary Gensler các bạn trực tiếp trên SEC Một câu nói đó rất là thú vị đây là SEC nghĩ cách làm của Gary Gensler Là một cái phương pháp lười biến để giải quyết vấn đề Đi ngược lại với hứa hẹn của SEC là hỗ trợ thị trường crypto phát triển một cách lành mạnh và công bằng Và sau đó đó thì uh, trong một cái cuộc phỏng vấn Hester sẽ nói là Gary Gensler đã không có tham khảo ý kiến trước khi phạt sàn Kraken và bắt đóng dịch vụ staking và SEC đã biết về staking từ lâu rồi và không làm gì hết thì thay vì SEC dùng thời gian để đưa ra những cái quy định cụ thể thì SEC đã quyết định và tuy tiền trừng phạt một sàn đó chính là sàn Kraken và đây là những cái uh, lời chia sẻ đến từ Hester Pierce bạn một trong năm quỹ viên của SEC đương nhiên khiến cho uh, nhiều người cũng uh, rất là khó hiểu tại sao mà SEC lại không có đồng lòng khi mà liên quan uh, đến crypto như vậy và khi mà được mời lên phỏng vấn với lại đài CNBC đó thì đương nhiên Andrew Sorkin uh, sẽ không bỏ qua mà hỏi Gary Henderson về Hester Pierce tại sao lại có sự bất đồng như vậy để thường chia sẻ một cái clip ngắn này với các bạn. Gary, I, I want to read you something. This is uh, Hester Pierce, someone you know well. He's a Republican commissioner of the SEC. I have and great and respect for my fellow commissioner. Và đầu tiên hết á, là Gary Gensler nói là sẽ đọc những gì mà Hester Pierce viết về Gary Gensler. Và Gary Gensler đã ngay lập tức nói là ông ta rất là tôn trọng Hester Pierce các bạn. Agreed with your decision. Uh... Shane. Uh, she, she did, I'm sorry, she disagreed with the decision. Let... Và các bạn có thể nhìn thấy được mặt của ổng thì cũng hơi ngưỡng một chút <laughs> tại vì À, là một chủ tịch mà quỹ viên của mình lại không khai chống lại Lên truyền hình, lên phỏng vấn, chia sẻ cảm nghĩ của ta về Chủ tịch General Chancellor à, Thì đương nhiên ông ta có học được vui lắm rồi các bạn Let me just read you something uh, Using enforcement actions to tell people what the law is In an emerging industry is not an efficient or fair way of regulating, she says Moreover, staking services are not uniform So one-off enforcement actions and cookie-cutter analysis does not cut it a paternalistic and lazy regulator settles on a solution like this one in this settlement what what is your reaction well we, uh, the commissioner and i have a very good relationship we chat regularly <laughs> Uh, ông ta nói là ông ta với Hester Pierce thì có mối quan hệ rất là tốt và thường xuyên nói chuyện với bạn nhưng mà hầu như là không phải Tại vì Hester Peirce uh, đã nhanh chóng đưa ra một bài viết trực tiếp trên trang web để mà lên án Gary Gensler And have lively policy debates and debates around these matters Let me step it back The SEC staff is really dedicated, serve the public, work hard staff And we have for decades used... Uh, the various tools Congress has given us to protect the investing public, and if that means somebody is breaking the law, non-compliant, If you look at the history of industry, is come in and properly follow the law, disaggregate, segregate the customer funds, and protect the customer funds, which is what broker-dealers under the law need to do. The exchanges right. register as an exchange and disaggregate those hedge fund opportunities that right. you're taking in market making. Cheer. So there's a yep. clear way to do this, and there's forms on our website. Right. I think it's just a talking point that the industry is using. They know how to do this. They are just choosing not to do it. Well, let me. Những cái công ty muốn hoạt động trong thị trường crypto này thì chỉ đơn giản à, là đi theo luật hiện bây giờ và lên trên web của SEC rồi lấy cái đơn để mà điền rồi sau đó là coi như xong các bạn. Thì đương nhiên đây không phải là sự thật rồi. SEC đã không có đưa ra những quy định rõ ràng là ai cần đăng ký và đăng ký như thế nào. Ngay cả Hesapierce cũng đã nói là một trong những vấn đề căn bản nhất là bây giờ một công ty crypto về con Coinbase thì làm sao đăng ký trên trang web của sec cũng không có bất cứ một quy định nào mà cũng không có hướng dẫn nào hết đó. nhưng mà Gary gansler thì lại lên trên đài truyền hình nói là ờ những công ty này trên căn bản là họ không muốn à, theo quy định à, điền cái đơn thì họ, họ cũng không có điền các bạn không có nghĩ là những công ty như là kraken coinbase binance us à, biết bao nhiêu công ty họ có biết bao nhiêu luật sư các bạn không lẽ là họ không điền một cái đơn được hay là sao nhưng mà chú Janser đó hầu như là đang lường gạt mọi người nói là tại vì những công ty này họ không có điền đơn để mà đăng ký nhưng mà thật ra cũng không có đơn để điền đâu các bạn nhưng mà đáng tiếc đó là phần lớn những người xem CBC thì cũng không có hiểu rõ và nghĩ là những công ty crypto đó không có muốn theo luật trong khi mà Janser đã không có đưa ra luật không đưa ra quy định và cũng không có bất cứ một cái đơn nào có thể điền một cách đơn giản như là Janser nói ông ta chỉ đơn giản nói là có một cái đơn mà cũng không điền cho nên bây giờ bị phạt các bạn đương nhiên câu chuyện không phải như vậy rồi rồi cái phần kế tiếp đó là Andrew Sorkin hỏi Gary Gensler là nhìn giống như là ông không thích thị trường crypto thì nếu như vậy đó thì tại sao lại không nói là không thích luôn mà lại có những hành động riêng lẻ như vậy tới những cái công ty crypto hay là những cái dự án thì các bạn sẽ thấy là Gary Gensler sẽ trả lời như thế nào Yes, you're talking about clarity, and this is maybe a philosophical, sort of broader policy perspective. I think that there is a common view uh, that your office is using uh, all available means effectively to keep crypto out of the mainstream financial system through enforcement, accounting rules, inspections. Clearly, there's not real guidance yet on custody. And this may very well be a reasonable policy choice if that's the choice. The question is, if that's the choice, why not just say it publicly? Thì Andrew Sokin cũng vừa nói như thường mới vừa chia sẻ với các bạn Nếu như mà Gary Gensler không thích crypto thì cứ nói thẳng là không thích crypto đi Và không crypto dính tới thị trường tài chính thì cứ nói như vậy đi thì tại sao mà lại không nói Andrew Sokin cũng vừa nói là trên căn bản đó SEC chưa có đưa ra bất cứ một cái quy định nào rõ ràng hết Thì nếu như mà SEC không thích crypto thì cứ nói đi tại sao lại có những cái hành động riêng lẻ như vậy We're using all available tools. We're... Talking directly to market participants, we take the meetings and we say, This is how you comply. There's a handful of tokens that have actually registered the intermediaries, the storefronts, if you wish, the casinos that people are uh, investing in and investing at need to properly comply and disentangle these bundled products. The business model that they've Gail yeah, Gasser Tôi sẽ không có cho các bạn xem hết cái phần còn lại Tại vì ông ta cũng nói vòng vòng thôi các bạn Cũng nói những gì mà ông ta vừa mới nói Là những công ty này lên gặp SEC Rồi sẽ học làm sao đăng ký Nhưng mà trên căn bản đó SEC chưa bao giờ đưa ra bất cứ một quy định nào về đăng ký hết Cho nên những gì mà Gail Gasser nói Là chỉ muốn che mắt mọi người mà thôi và đương nhiên đây không phải là cái cuộc phỏng vấn duy nhất rồi các bạn Jay Cancel lên rất là nhiều những cái đài truyền hình khác nhau à, và sau khi mà có thông tin về Kraken thì các bạn thấy được là Brian Armstrong thì cũng đã nhanh chóng đưa ra cái thông báo là sàn Coinbase cũng có dịch vụ staking nhưng mà không giống như là Kraken nhưng mà thường không có hiểu là không giống chỗ nào các bạn Tại vì cái suy nghĩ của Gary Gensler đó à, Hầu như là gặp chung lại tất cả landing hay là staking Hay là gửi lấy lại hay là bất cứ những cái nào tương tự như vậy đó Thì à, Gary Gensler đều cho là một hợp đồng đầu tư Cho nên thường không có hiểu là tại sao Brian Armstrong nghĩ là Cái dịch vụ staking của Coinbase lại khác với lại Kraken Và đương nhiên đây cũng là một trong những câu hỏi à, được hỏi bởi Bloomberg các bạn Khi mà Bloomberg phỏng vấn Gary Gensler để thuận Video này, there are other people who are doing this how similar are they or is this a one-off We had for example coinbase come out right away and say, oh no what we do is very very different we're not included in this What does this mean for others such as coinbase look it's the facts and the circumstances all matter but generally speaking what happens is the investing public hundreds of thousands or millions are transferring Control and ownership of their tokens to these platforms, and the platforms are soliciting them, and then saying, "I'll give you a two percent return, or up to twenty-one percent return." Look, this was at the middle of something that you might remember from last year, Terra Luna, mm. and they called they, they had an anchor protocol, and it was lending. It was in the middle of Celsius and Voyager that went bankrupt. We brought uh, a settlement with BlockFi. Các bạn thấy là Gary Gensler trả lời câu hỏi này một cách mà khiến cho những người nào mà không đành được crypto đó sẽ có có sự lẫn lộn. Tại vì Gary Gensler nói là những cái công ty này họ đưa ra sản phẩm staking nhưng mà trên căn bản là họ lấy tiền khách hàng xong rồi họ đảm bảo cái phần trăm lợi nhuận các bạn nhưng mà trên căn bản đó nhiều công ty như là Binance US hay là Coinbase các bạn không có sử dụng Kraken cho nên cũng không có biết là staking của họ như thế nào nhưng mà theo những gì thuận đọc đó thì Kraken cũng không có đưa ra một cái đảm bảo là các bạn stake sẽ được bao nhiêu tiền gì hết á. Đương nhiên staking là các bạn tham gia vào một mạng lưới proof stake các bạn có thể nhận được cái phần thưởng khi mà tham gia vào để mà giải quyết những cái giao dịch và cái phần thưởng đó nó sẽ dao động tùy theo là cái mạng lưới à, hoạt động như thế nào, có bao nhiêu dịch vân vân. Cho nên khi mà Gary Gensler nói là những công ty này đảm bảo thì cũng không thấy là đúng đâu các bạn giống như Coinbase thì cũng đâu có đảm bảo các bạn có thể tham gia vào stake bây giờ thì cái phần trăm nó sẽ dao động tùy theo là trên mạng lưới có bao nhiêu người tham gia vào stake cái phần thử đó là bao nhiêu không bao giờ là đảm bảo hết và Gary Gensler đã nhanh chóng gộp chung lại hết tất cả nói là staking đó nó cũng giống như là chúng ta nhớ lại Luna UST uh, stake nhưng mà cuối cùng đó, đó là một cái sự uh, landing đó là một sự đảm bảo thì đương nhiên các bạn tham gia vào staking Ethereum, Cardano, Solana vân vân, nó thực sự là không giống như các bạn tham gia vào uh, UST và Luna trước đây rồi các bạn, hay là Gabe vừa nói tới là staking nó cũng tương tự giống như là Celsius, Voyager, BlockFi Thì cũng không hẳn đâu đó là công ty mà các bạn đưa tiền cho họ rồi họ cho người khác vay Nhưng mà cái mà Gabe Gasser nói đây đó là tất cả đều giống nhau hết Tôi không nghĩ nó như vậy Nhưng mà các bạn sẽ thấy được là Gabe Gasser đã không có giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu sự khác biệt Và đương nhiên ông ta hiểu nhưng mà ông ta muốn làm như vậy để cho mọi người có cái nhìn lẫn lộn về staking lending các bạn cũng giống như là nhiều những người lập pháp mà họ ghét crypto đó họ sẽ làm cái sự lẫn lộn xảy ra liên quan tới bitcoin liên quan tới nft liên quan tới defi liên quan tới altcoin họ sẽ gặp chung lại hết để mà nói là tất cả là một để cho nhiều người lẫn lộn và họ sẽ sử dụng những cái ví dụ à, lừa đảo các bạn họ nói là thấy chưa đây là một sự lừa đảo đây là một sự lừa đảo cho nên tất cả đều là lừa đảo hết các bạn đương nhiên không phải là vậy rồi đây là một trong những cái chiến lược mà gây ra sự sử dụng À, trong vòng mấy ngày qua các bạn để làm cho nhiều người mà xem những cái bài phỏng vấn này đó có cái nhìn lẫn lộn về những gì đang xảy ra và họ sẽ nghĩ là công ty phát là một công ty lừa đảo là một công ty mà thật sự là nên bị phạt vân vân và các bạn sẽ thấy được là Gary Gensler Một người mà rất rõ ràng là muốn à, Có nhiều quyền hành trong thị trường crypto này Và ông ta là chủ tịch của SEC đương nhiên là ông ta chỉ có thể quản lý Chứng khoán mà thôi Thì đương nhiên ông ta sẽ làm tất cả có thể Để khiến cho tất cả là chứng khoán hết các bạn Và Gary Gensler là một người mà theo thông hiểu là rất thích nổi tiếng các bạn thấy được là mỗi lần mà có chuyện gì đó thì ông ta sẽ chấp nhận phỏng vấn khắp nơi luôn và có một cái youtube video như vừa chia sẻ với các bạn đó thì cũng nhiều người đặt câu hỏi về cái youtube video đó các bạn tại vì giống như là người này là một trong những người phóng viên ở trên đài Fox Business đã nhận ra được là chúng ta hãy xem cái video mà được chia sẻ bởi Gary Gensler sau khi mà phạt Kraken đi Bắt đầu là từ 2 giờ chiều chúng ta có cái thông tin đó Và 3 giờ 15 phút chiều một tiếng 15 phút sau đó Thì cái video YouTube đó đã được đăng lên rồi Thì làm sao mà có thời gian từ lúc mà 2 giờ chiều đến 3 giờ 15 Để có thể làm một cái video YouTube mà edit như vậy Cái video mà thằng chia sẻ với các bạn đến từ chương đó Thì rất rõ ràng là đây là dẫn chứng cho thấy được là Giao Giao đã làm cái video đó Trước khi mà có quyết định phạt hacking rồi Nhưng mà điều này đó là không hợp lý tại vì làm sao mà gay ganser biết được Kraken sẽ chịu đóng phạt và được thông qua như vậy tại vì ông ta là một chủ tịch mà thôi ông ta vẫn phải có phiếu bỏ từ những cái ủy à, viên của sec thì trên căn bản đó gay đã phân run rồi các bạn nghĩa là người này là một trong những người mà à, rất là tự tin là Kraken sẽ chấp nhận đóng phạt và sẽ không có chiến đấu với đề scc cho nên ông ta đã làm video trước rồi đừng nói đến là điều này đúng hay là sai chỉ nói đến việc là làm cái gì có hợp lý với là tiền thuế người dân hay là không đó là những cái câu hỏi mà chúng ta chưa câu trả lời hiện bây giờ và đối với là Joe Gansler đó thì uh, bây giờ có rất là nhiều người đang nhắm vào ông ta các bạn. Uh, và đương nhiên Thụ Ni không phải là một người sẽ uh, chia sẻ với các bạn về quan điểm chính trị nhưng mà các bạn sẽ thấy được là rất là nhiều người ở uh, Đảng Cộng hòa bây giờ đang nhắm vào Joe Gansler và thậm chí muốn chia sẻ về góc của crypto mà thôi à, Và các bạn thấy được crypto bây giờ hầu như đã trở thành một phần của chính trị rồi Chúng ta thấy được đây là một cái bài chia sẻ về cái mối quan hệ giữa Gary Gensler và một trong những nghị sĩ mà cũng rất ghét thị trường crypto này các bạn Đó chính là Elizabeth Warren thì các bạn đã nhớ đó là cách đây vài tháng đã có một buổi điều trần uh, về crypto và buổi điều trần đó đó người được mời đến đó chính là chủ tịch hiện tại của SEC Gary Gansler và trong buổi điều trần thường là những nghị sĩ họ sẽ thay phiên nhau để mà hỏi những câu hỏi à, thường những câu hỏi rất là khó khăn để xem coi là cho Gary Gensler có làm đúng nhiệm vụ của mình hay là không nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một loạt những cái email à, bị leak ra các bạn bị rò rỉ ra là trước buổi điều trần đó đó hai người này Gary Gansler và Elizabeth Warren đã có trao đổi qua email rồi. Hai văn phòng này đã có trao đổi và thậm chí đó Elizabeth Warren đã chia sẻ tất cả những câu hỏi với lại Ghe trước đó rồi để Ghe Gangster có sự chuẩn bị chơi như thế nào và trong cái email này cũng nói là muốn chia sẻ để cho Ghe Gangster có sự chuẩn bị và đừng có quá bỡ ngỡ với những câu hỏi này và hai bên đó chia sẻ câu hỏi và câu trả lời làm sao để có thể có một câu hỏi và câu trả lời hợp lý và cốt lỗi vẫn là muốn hỏi cách nào đó để cho quốc hội giao quyền quản lý crypto cho Ghe Gangster các bạn để thuần chia sẻ cái video ngắn này cho bạn sẽ hiểu hơn. All right, a bombshell report tonight about how Elizabeth Warren, Senator Elizabeth Warren, and her office coordinated testimony with the Security and Exchange Commission ahead of a Senate hearing. Và đây là điều mà không nên xảy ra và cũng không có đúng quy định các bạn. Chúng ta không thể nào mà có một buổi điều trần mà chúng ta có những nghị sĩ có mối quan hệ và đã uh, nói chuyện với nhau trước đó với là cái người mà The Heritage Foundation Oversight Project, of which I'm associated, through a FOIA request, obtained emails from Warren's office to the office of Chairman Gary Ginsler two days before his Senate testimony back in September of 2021. The email from Warren's economic policy advisor includes a list of questions. Get this a list of questions that senator warren planned to ask along with suggested answers for the chairman of the sec the advisor also wrote quote let me know if you're okay with the questions as currently written two days later she sent a follow up quote let me know if it's looking like the chair has any issue with the framing of the questions definitely don't want to put him in a tough spot end quote and it appears the chairman didn't have any issue with these questions because senator warren asked almost verbatim from the email check this out chair counselor advocates say crypto markets are all about financial inclusion but the people who are most economically vulnerable are the ones who are most likely to have to withdraw their money the fastest when the market drops. Does this sound like the path to financial inclusion to you? Bạn đã thấy rồi, những gì mà được hỏi đó là y chang như là trong email vậy. Cái mà Thu muốn chia sẻ với các bạn đó là ngoại trừ việc hàng ngày chúng ta nhìn những thông tin liên quan đến crypto chúng ta thấy được là giá cả lên lên xuống xuống. Đó là gì mà các bạn thấy hàng ngày mà thôi nhưng mà sau lưng chúng ta đang chứng kiến một cái gì đó rất là lớn đang xảy ra các bạn chúng ta vẫn chưa biết là kết quả sẽ như thế nào nhưng mà rất rõ ràng là có một cuộc chiến đang xảy ra hiện tại giống như là thường đã từng chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ có bốn giai đoạn đầu tiên là họ phớt lờ các bạn là giai đoạn mà họ không quan tâm đến crypto không quan tâm đến BTC rồi sau đó sẽ chuyển qua là giai đoạn họ cười nhạo bạn tại vì bạn đầu tư crypto và đầu tư về BTC rồi giai đoạn thứ ba là sau đó họ đấu với bạn và đây là giai đoạn mà chúng ta đang chứng kiến hiện tại rồi cuối cùng thường vẫn tin là chúng ta vẫn sẽ là người chiến thắng bdc uh, vẫn sẽ đứng vững và vẫn sẽ là tương lai vẫn sẽ tiếp tiến tới các bạn cái mà chúng ta nhìn thấy được ở đây đó là tất cả những gì đang xảy ra trong vòng 6 tháng qua trong vòng năm qua đến từ những đơn vị những cái động thái từ sec cftc uh, new york dfs chúng ta nói tới những người của quốc hội Hoa Kỳ thì cái mà thùng đã chia sẻ với các bạn hồi thứ sáu đó thì các bạn đã thấy um, là những gì đã xảy ra trong vòng 6 tháng qua đều cho chúng ta thấy là không có bất cứ một ai ra kết luận là chúng ta nên cấm bán token, cấm ICO, uh, cấm staking, cấm lending. không ai nói tới chữ cấm hết các bạn, không chính thức cấm stable coin, staking, lending, phát hành token. Tại vì sao vậy? Tại vì thùng nghĩ là các hành động này không có gì khác hơn là nhằm vào những công ty crypto chứ không phải là bản thân crypto có nghĩa là có một nhóm người nào đó họ thực sự nghĩ là crypto là tương lai thị trường này đã xuất hiện và sẽ trở thành một phần của thị trường tài chính mãi mãi và sẽ không đi đâu hết cho nên cái mà chúng ta thấy đó là một cuộc chiến giành quyền quản lý ai được quyền quản lý thị trường này các bạn và các bạn hãy nghĩ đi nếu như mà những hoạt động crypto vẫn hợp pháp không ai nói tới cấm hết thậm chí cả thế giới này đã, nếu nói tới quốc gia lớn nhất mà có nhiều lệnh cấm crypto đó chỉ có một mình trung quốc mà thôi đương nhiên ta cũng có khoảng chừng là năm sáu những quốc gia nhỏ hơn là cũng không thích crypto các bạn nhưng mà nếu nói tới quốc gia lớn thì chỉ có trung quốc là quốc gia duy nhất hiện bây giờ là có nhiều lệnh cấm nhưng mà thậm chí ngay cả trung quốc các bạn cũng không có cấm crypto họ chỉ cấm những hoạt động như là bán token ở những sàn giao dịch một số nơi thì không cho đào BTC các bạn nhưng mà họ cũng không cấm người dân lưu trữ và sử dụng crypto chỉ không được sử dụng làm phương thanh toán mà thôi chứ còn các bạn có crypto trong ví các bạn có thể gửi cho bất cứ một ai khác có ví crypto cũng không có phạm pháp ở Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc cũng không phải là một cái ví dụ tốt đâu tại vì các bạn đã biết là Trung Quốc cũng cấm rất nhiều thứ như là Trung Quốc cấm Facebook, YouTube, Google vân vân bao nhiêu năm nay rồi cấm luôn cái Amazon nữa thì nó cũng không phải là một cái ví dụ tốt để chúng ta có thể dùng để xem coi một chơi lớn trong crypto có lý do gì đặc biệt hay là không ngoại trừ việc là crypto một cái gì đó không thể quản lý được cho nên trung quốc không thích nhưng mà chúng ta hãy trở lại đi nếu nói tới hoa kỳ là một thị trường cực kỳ lớn luôn hoạt động crypto bây giờ vẫn hợp pháp các bạn nhưng mà những gì chúng ta nghe nói tới gần đây đó là hầu như cái thông điệp là những công ty crypto hiện bây giờ đó không hợp pháp thì ai sẽ là người tiếp tục cung cấp những cái dịch vụ hợp pháp crypto này ai sẽ là được lợi nhiều nhất thì như thường chia sẻ với các bạn đã thường vẫn nghĩ là những ngân hàng các tổ chức phố Wall hiện tại như là BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs là những công ty mà sẽ có lợi nhiều nhất tại vì họ có mối quan hệ với SEC có đăng ký, có bảo hiểm, có kiểm toán đây là xuyên cá nhân của mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới